Xin chào bạn Tô Tú. Thì phía chúng ta vừa học xong cái phần padding là cái vùng đệm nào bạn. Thì rồi ta sẽ tiếp tục nhanh tới cái phần margin nữa bạn. Thì cái này nó thật ra nó cái cấu trúc ngữ pháp tương tự như padding đó bạn, không khác gì hết. Thì cái margin này là cái lệ bạn. Nghĩa là ta cho bạn xem lại cái phần kiến thức cũ đầu tiên là lộn. Kiến thức cấu trúc phần tử nè. Nó. Từ từ ta sẽ học từng phần. Rồi ta đã học xong cái phần border là đường viền rồi đúng không? Rồi cái phần padding chính là cái phần khoảng cách đệm giữa cái đường viền với cái nội dung chữ bên trong. Rồi, video này chúng ta sẽ tới phần margin nè. Margin là cái phần lề các bạn, nhớ không? Phần lề với hai đối tượng thôi, nghĩa là hai đối tượng nó có cái khoảng hở với nhau, người ta gọi là margin, chỉ đơn giản thôi. Rồi, ta cho bạn một cái ví dụ, bạn xem thử nè. Bài học hôm nay, đâu mất tiêu rồi. Đây, bài số 10 bạn ha, margin đây. Rồi, thì cái margin này bạn sẽ thấy nè, ta sẽ giới cho bạn nè. Ví dụ như bạn nhìn kỹ cái con số 0 nè, có cái lề là chính là cái đường viền bên ngoài ha. Thì khi ta tăng lên bạn thấy điều gì? Đấy, xin lỗi, bạn nhìn cái khung màu xanh dương bên ngoài các bạn. Nó hiện tại cái khung màu xanh dương bên ngoài so với cái dòng bên trên nè, với cái dòng bên dưới nè, nó đang rất là sát đúng không? Rồi ta tăng cái khoảng cách margin lên là cái lề nè, nó thì chính là cái khoảng hở giữa ha, giữa cái dòng giữa nè bạn, giữa cái ô vuông màu xanh dương này với cái phần trên nè, đó người ta lại gọi là cái phần lề này nè. Nó, margin đó, margin là cái khoảng cách giữa những cái nội dung với nhau, thấy chưa? Ta gọi là margin. Rất là dễ ha. Rồi margin là khoảng hở giữa những đối tượng với nhau. Còn những cái view trước ta làm là cái nó là bản chất bên trong cái đối tượng là cái phần padding hay là phần border gì đó hay là content. Còn giờ cái margin này là khoảng cách giữa hai đối tượng với nhau vậy thôi. Đó. Cái cấu pháp cũng dễ lắm bạn. Bạn chỉ cần thêm cái chữ margin và hai chấm value cái giá trị thôi. Rồi nó hoàn toàn cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn tương tự như padding thôi. Đó. Là len là bạn muốn cái khoảng hở bao nhiêu thì bạn nhập cái giá trị vô là xong. Đây xem ví dụ cho bạn xem nè. Bạn chỉ cần ghi chữ margin hai chấm nhập theo đơn vị là bao nhiêu pixel thôi. Thấy chưa? Bạn thấy là cái hiện tại ta có cái khung chữ giữa màu đỏ nè, thấy không? Màu đỏ dài nè. Và cái khoảng cách nó so với cái đường mà thấy đây dưới đây nó có cái đường gạch ngang nè, thấy không? Đường gạch ngang màu đen nè, nhìn cho chuột tôi nè, đó. Thì khoảng cách nó là bao nhiêu đó chính là do thằng margin nó đang để là 100 pixel nè. Nhiều tôi do giảm nè, dù tôi cho chỗ này là nhiêu? Cho chỗ này là 50 pixel. Ra tôi nhắn cái lệnh range dưới đây nè. Bạn nhấn này nó chạy, thấy chưa? Thì bạn sẽ thấy là cái màu đỏ này so với cái khoảng này nó chỉ còn có 50 pixel thôi. 50 giá trị 50 pixel thôi, nãy là 100 thì nó sẽ xa ra. Rồi tôi làm thử cái bên đây cho bạn xem nào. Ví dụ như bên đây tôi sẽ qua bên HTML bạn ha. Tôi sẽ thêm một cái cấu trúc cái câu thẻ là để chúng ta thêm một cái đường gạch ngang đó là chữ gì bạn? Chữ HR. Nó. Ok HR. Thấy chưa? Khi tôi vừa thêm thì thấy này nhìn kỹ đây nè, nó có thêm một cái đường gạch ngang nè. Đây tôi lít ra ngoài cho bạn thấy nè, thấy được là gạch ngang không? Rồi. Cái đường gạch ngang rồi thế này, ví dụ như tôi cho chỉnh nó cái độ dày được không ta? Tại vì này tôi chưa từng làm nó. Tôi chỉnh nó cái quay gì được được không? Hình như là không đúng cấu trúc của nó. Rồi tại chưa từng thử cái chỉnh cái độ dày của cái đường gạch ngang này. Tôi lấy ví dụ ha, rồi thì bạn sẽ thấy là mặc định cái khung chúng ta cái đường gạch ngang này rất là gần đúng không? Rồi chúng ta muốn cho nó giãn ra khoảng cách ra thì làm sao? Ví dụ như tôi qua bên file setup nè, tôi sẽ chỉnh cái đường đó, chỉnh cái khoảng cách lề nè, tôi sẽ cho đây, tôi sẽ thêm cái lề bạn ha, cái lề chính là cái chữ margin đúng không? Ma đây margin rồi hai chấm thì chúng ta sẽ nhập vô cái khoảng hở giữa cái gì bạn, giữa cái khung ta trên với cái đường gạch ngang này, bạn muốn cho nhiêu tỷ bạn, vô ta cho là 50 60 pixel đi, bạn thấy chưa? Ta vừa chỉnh xong thì bạn thấy khoảng cách hở nó rộng rồi chưa? Đây là từ đây xuống đây nó rất là rộng rồi, nó là 60 pixel rồi. Vô ta cho tới 100 pixel nè, để cho nó rộng rộng nữa cho bạn thấy. Đây, bạn thấy chưa? Thì cái khoảng hở nó không chỉ là nó tính từ dưới đây xuống dưới đây đâu bạn, nó còn tính từ trên đây trên tới phần đỉnh nữa. Nói chung là cái khoảng lề giữa đối tượng này với tất cả các hướng luôn, chứ không phải là chỉ riêng một hướng nào, bốn hướng luôn là 100 pixel. Nó dữ đâu bạn. Ok hiểu ha. Nếu như cái padding là cái vùng đệm, nhưng mà có điều là cái padding là cái vùng đệm giữa cái content ta, cái nội dung chữ chúng ta tới cái phần border là đường viền đó, còn cái phần margin này là cái phần viền của nó tới cái phần đến những đối tượng khác, tới những đối tượng khác là 100 pixel. Rồi vậy là dễ hả bạn ha, chỉ cấu trúc ngữ pháp rất là dễ, nó gì thôi. Và câu là trường hợp đơn giản là do sao bạn, bốn cái hướng nó đều bằng một cái giá trị, còn trường hợp nó khó là chúng ta chỉnh mỗi một cái hướng là một cái giá trị khác nhau thì sao?
Thì cái đó thì hoàn toàn tương tự như cái cấu trúc ta đã học rồi, có hai cách nhé không? Cách thứ nhất là 4 vai 1. Cách thứ hai là gọi tên của từng cái hướng đó. Quá dễ đúng không? Toàn là kiến thức cũ mà. Những video trước ta học rất là nhiều rồi, chưa ôm thôi. Cách 1 là bạn sẽ thiết lập theo 4 3 2 1. 4 3 2 1 là gì? Nghĩa là cái số lượng cái giá trị bạn nhập vô thôi. Ví dụ như trường hợp này tôi nhập một giá trị thì nó sẽ hiểu là bốn hướng bằng nhau luôn. Còn ví dụ như tôi nhập gì là đây là hai giá trị. Hai giá trị thì sao bạn? Hai giá trị thì nó sẽ hiểu là sao? Thì hiểu là cái giá trị đầu tiên là 50 pixel là theo hướng này, theo hướng đỉnh với đáy. Rồi cái thứ hai là 70 pixel là theo giá trị là trái phải, trái phải. Đó. Rồi đó là hai giá trị. Ví dụ như tôi nhập vô đây ba giá trị thì sao? Ba giá trị thì sao? Ba giá trị thì nó hiểu là thứ nhất là 50 chính là cái phần đỉnh. Từ cái lệ này tới đỉnh. Cái thứ hai là 70 pixel là hai cạnh hai bên là cạnh trái và cạnh phải. Đó, còn 90 pixel chính là giá trị là đáy. Thấy chưa? Thấy dễ chưa? Rồi đó là ta nhập ba giá trị trường hợp bằng nhập vô đây bốn giá trị thì sao? Bốn giá trị thì mỗi một cái hướng là một cái giá trị riêng ha. Đây là đỉnh nè, đây là cạnh phải. Đây là đỉnh nè, 50 là đỉnh nè, còn 70 là bên cạnh phải. Còn 90 là đáy. Còn 100 đó là cạnh trái. Thấy chưa? Phải tôi thường hay gọi phương pháp là 4 3 1 dựa trên cái số lượng giá trị nhập vô. Còn cái cách số 2 là gì bạn? Cách số 2 là dựa theo tên của nó thôi. Ví dụ như bạn muốn chỉnh cái nào đó, thì bạn gạch cái chỗ này nè, gạch theo cái tên, ví dụ như đỉnh là top, chữ tiếng Anh nè bạn, top nè, dưới đáy là bottom, bên trái là left, bên phải là right, quá dễ rồi. Sau đó bạn nhập vô đây giá trị nó, ví dụ như tôi chỉ cho cái đỉnh là 50 pixel, nó thì tôi ghi là margin top 50 pixel. Từ dưới đỉnh lên đây là 50 pixel. Còn ví dụ như bạn coi copy lại ha. Ví dụ bạn cho nó là bên cạnh trái đi. Bên trái thì bạn nhập đây cái chữ left. Left là bao nhiêu? Ví dụ như là 100 pixel. Đó thì là từ từ cái lệ này tới cái phần từ cái border nè, từ cái viền này tới cái đối tượng khác là 100 pixel. Thấy dễ hiểu chưa? Đó, thì đó là cái cách số 2 là chúng ta sẽ gọi ra chỉnh cái cạnh dựa trên tên của từng cạnh. Còn cái cách thứ trên thì tôi gọi là cách theo phương pháp là cái số lượng giá trị, hay tôi hay gọi là phương pháp là 4321. Hết. Chỉ đơn giản thôi bạn. Quan trọng là bạn chỉ cần nhớ cho tôi đó, là cái gì ta? Cái lệ là cái chữ margin. Nó gì là thôi hết. Còn cái vùng đệm bên trong gọi là padding. Mà thấy dễ chưa? Còn chỉnh cái gì liên quan tới đường viền đó là border. Đó. Chúng ta chỉ cần nhớ cái chữ tiếng Anh đơn giản như đó bạn. Còn cái cấu trúc từ từ chúng ta làm chúng ta quen thôi. Giờ chúng ta xong video này rồi. Rồi. Video sau chúng ta sẽ tới cái gì ta? Margin là lệ. Video sau chúng ta sẽ tới cái phần màu nền đúng không? Màu nền như chúng ta chưa học. Học rồi chưa? Rồi để tôi qua video sau ta coi những cái phần còn lại tiếp theo ha. Rồi ta kết thúc video này đi. Tôi là Tú đang dẫn các bạn trên trang web là www.phantu.com. Hẹn gặp lại các bạn.